Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về thời tiết thiên tai của chúng tôi. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo Nam Bộ có khả năng nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 25 tháng 4, nắng nóng ở khu vực này có khả năng gia tăng về cường độ. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng trên toàn Nam Bộ. Điển hình trong ngày 23 tháng 4, nắng nóng với cường độ tăng so với ngày 22 tháng 4. Dự báo chiều tối 23 tháng 4 có mưa rông cục bộ tập trung khu Bình Phước, Đồng Nai. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay nắng nóng, không có mưa ở tất cả các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Dự báo Nam Bộ có khả năng nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới, từ khoảng ngày 25 tháng 4, nắng nóng ở khu vực này có khả năng gia tăng về cường độ. Trước tình hình nắng nóng kéo dài, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2024 trên địa bàn thành phố. Theo đó, các địa phương trên địa bàn thành phố phải theo dõi chặt chẽ diễn biến về thiên tai, thời tiết cực đoan, nhất là nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các địa phương cần nắm chắc thông tin về nguồn nước trên địa bàn để cập nhật phương án, kế hoạch phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn của địa phương phù hợp với tình hình thực tế. Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động có hình thức linh hoạt trữ nước ngọt, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, triệt để chống thất thoát lãng phí nguồn nước ngọt. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các địa phương chủ động nạo vét các tuyến kênh mương, nội đồng bị bồi lắng, tắc nghẽn để khôi phục, tăng khả năng trữ nước, đồng thời tổ chức vận hành hợp lý các cống điều tiết để đảm bảo ngăn mặn, tiêu thoát nước, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân trong khu vực. Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trưa 23 tháng 4, động đất có độ lớn 3,7 xảy ra tại khu vực huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum. Cụ thể, trận động đất xảy ra vào lúc 4 giờ 34 phút 02 giây theo giờ GMT ngày 23 tháng 4, tức 11 giờ 34 phút 02 giây ngày 23 tháng 4 theo giờ địa phương, với tọa độ 14,82 độ Vĩ Bắc, 108,23 độ Kinh Đông, có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, không gây rủi ro thiên tai. Động đất tại khu vực huyện Con Plông xảy ra thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23 tháng 8 năm 2023. Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu Nguyễn Xuân Anh cho biết, khu vực tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Kon Plông nói riêng thuộc đới đứt gãy nhỏ. Các trận động đất tại khu vực này có độ lớn không quá 5,0. Động đất tại khu vực này dù xảy ra nhiều nhưng chưa đến mức cảnh báo rủi ro. Viện Vật lý Địa cầu thường xuyên thông báo về hoạt động động đất đến chính quyền và người dân tại khu vực này. Đồng thời, các cán bộ thuộc viện tiếp tục theo dõi thêm và xử lý số liệu các trận động đất tại huyện Kon Plông. Người dân cần bình tĩnh, tuân thủ theo đúng hướng dẫn của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, chủ động gia cố nhà cửa, tự trang bị thêm những kiến thức về phòng chống động đất. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền về các cách phòng tránh, thông tin rõ về cường độ, mức độ rủi ro của các trận động đất vừa qua cho người dân. Xin được chuyển sang những thông tin về khí hậu thời tiết trên thế giới. Theo Reuters, 200 rung chấn với mức mạnh nhất là 6,3 độ Richter đã tấn công bờ biển phía đông Đài Loan, Trung Quốc, bắt đầu từ tối ngày 22 tháng 4 đến rạng sáng ngày 23 tháng 4. Cơ quan quản lý thời tiết Đài Loan cho biết, một số trận động đất đã gây rung chuyển các tòa nhà ở thành phố Đài Bắc của Đài Loan. Trận động đất mạnh đầu tiên có cường độ 5,5 độ Richter xảy ra vào khoảng 17 giờ 08 phút ngày 22 tháng 4 theo giờ địa phương. Tiếp sau đó là một loạt dư chấn và động đất, trong đó hai cơn mạnh nối tiếp nhau vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 theo giờ địa phương. Các rung chấn xảy ra trong đêm 22 tháng 4 và rạng sáng 23 tháng 4, tập trung chủ yếu ở huyện Hoa Liên, nơi trận động đất mạnh 7,4 độ hôm mùng 3 tháng 4 khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Cũng theo cơ quan quản lý thời tiết Đài Loan, một loạt trận động đất từ tối 22 tháng 4 là dư chấn của trận động đất ngày mùng 3 tháng 4. Con số này có thể lên đến 200 trận. Còn theo ông Ngô Kiện Phú, Giám đốc Trung tâm Địa chấn thuộc Cơ quan Quản lý Thời tiết Đài Loan, các dư chấn là sự giải phóng năng lượng tập trung và có thể sẽ xảy ra nhiều hơn trong tương lai, nhưng cường độ của chúng sẽ giảm dần. Ông Ngô Kiện Phú nói thêm, Đài Loan sẽ có mưa lớn trong tuần này và người dân ở Hoa Liên cần chuẩn bị trước nguy cơ bị cô lập. Cơ quan cứu hỏa Hoa Liên sáng sớm 23 tháng 4 cho biết, một khách sạn địa phương vốn đã bị hư hại hồi đầu tháng và không còn hoạt động, hiện hơi nghiêng về một bên. Tuy nhiên, giới chức không ghi nhận thương vong. Trong khi đó, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ ghi nhận một trận động đất đầu tiên có cường độ 6,1 độ Richter, tiếp theo là cường độ 6,0 Richter. Sau trận động đất vào đầu tháng 4, Đài Loan đã phải hứng chịu hàng trăm dư chấn khi hòn đảo này nằm gần điểm giao nhau của hai mảng kiến tạo và thường xuyên xảy ra động đất.
hơn 100 người đã thiệt mạng trong trận động đất ở miền Nam Đài Loan vào năm 2016, trong khi một trận động đất mạnh 7,3 độ đã giết chết hơn 2.000 người tại đây vào năm 1999. Các quy định xây dựng chặt chẽ và nhận thức sâu rộng về thảm họa của công chúng dường như đã giúp ngăn chặn một thảm họa nghiêm trọng hơn trong trận động đất hồi đầu tháng. Tiếp theo chương trình sẽ là phần chi tiết dự báo thời tiết của các khu vực đêm nay và sáng mai 23 tháng 4. Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc ngày nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành trên cả nước. Kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo.